sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ. Cảm ơn, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show. Chương trình này được phát hành hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30, sáng thứ ba lúc 9:30, cũng như là chiều thứ năm lúc 3 giờ. Thực hiện chương trình này, chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những phần tâm tình của các anh chị em nghệ sĩ, cũng như là những phần phỏng vấn các vị thân hữu trong cộng đồng để nói về những đề tài hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Trong chương trình ngày hôm nay thì cảm ơn đặc biệt có vị khách mời từ Houston, Texas. Chị cũng là một cái khuôn mặt mà chúng tôi có dịp cũng giới thiệu đến khán giả của đài BCTV trước đây. Và người đó không ai khác hơn chính là ca nhạc sĩ Nhật Hành từ Houston, Texas. Cảm ơn, mến chào chị và mời chị gửi lời chào đến khán giả của đài BCTV. Nhật Hành xin chào cảm ơn và đặc biệt là gửi lời chào thân thương đến quý khán thính giả của đài ABC của câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Thưa quý vị, chắc là Cảm ơn Hưng cũng có dịp để giới thiệu về cái sinh hoạt của câu lạc bộ tình nghệ sĩ đến khán giả ở đài khắp nơi. Thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ năm nay bước sang năm thứ 11 và chúng tôi cũng rất vui có sự hợp tác, sự tham dự của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ ở khắp nơi, ở những tiểu bang ở Cali, chúng ta có như là San Diego, San Jose, rồi ở những tiểu bang khác là Houston, cũng là một trong những cái chi nhánh mà câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng có anh chị em nghệ sĩ ở đó, và cũng rất là hân hạnh có sự tham gia, và chị Nhật Hạnh cũng là người hội trưởng đại diện cho câu lạc bộ tình nghệ sĩ bên đó. Thì kính thưa quý vị, chắc là chị Nhật Hạnh cũng nhớ năm ngoái chúng ta trước cái mùa dịch Covid thì anh chị em cũng có dịp vào bên đó. Cũng là lần thứ hai thì phải, cũng là đến với khán giả của Houston. Tiếc là ngày hôm đó thì anh chị đi vacation thì nó không có chương trình. Đúng vậy. Dạ, thì chắc chắn là cái mùa dịch Covid này thì mọi thứ thay đổi. Trước khi mà nói về chị thì có thể chị cho khán giả các đài biết là tình hình các sinh hoạt ở Houston ngày hôm nay thì các chương trình văn nghệ sinh hoạt thì như thế nào rồi thưa chị? Thưa quý khán giả thì trên tình hình như ngày hôm nay thì nói chung là không phải là ở Houston hay là ở Cali mà tất cả mọi nơi, bởi vì nó ảnh hưởng cái coronavirus, cho nên thành những cái sinh hoạt tất cả các trung tâm và tất cả những nơi club thì cũng rất là giới hạn. Cho nên thành đối với Nhật Hạnh thì Nhật Hạnh cũng mong để cho mình sớm hết để mình đi sinh hoạt văn nghệ trở lại. Kính thưa quý vị, thì chắc quý vị thấy background các chị có cái đàn guitar này, keyboard này, đây là một nghệ sĩ mà Cam Minh Hưng cũng rất là quý mến. Nói đến những ca nhạc sĩ, đặc biệt là những nhạc sĩ sáng tác, thì chúng ta thấy là phần lớn là cái giới mày râu, cái giới đàn ông chúng ta rất là hiếm có những người nghệ sĩ là phái nữ. Thì chị Nhật Hạnh, Cam Minh Hưng biết là chị đã tham gia, bắt đầu bước chân vào âm nhạc từ khi còn rất là bé. Ngày hôm nay trong hành trình chị có thể ôn lại cái chặng đường mà chị đã đến với âm nhạc từ lúc nào và cái quá trình sáng tác của chị như thế nào thưa chị? Cảm ơn Hưng. Thưa quý vị, nói chung là chặng đường âm nhạc thì nó dài lòn thòn lắm, cho nên Thành Nhật Hạnh cũng tóm tắt lại những kỷ niệm, những cái buồn vui trong cái cuộc đời sinh hoạt văn nghệ. Thì nói chung là người nào cũng có máu văn nghệ trong người. Đối với Nhật Hạnh thì từ lúc nhỏ, lúc bé là 5-6 tuổi thì cũng đã rất là mê múa hát rồi. Rồi từ đó cái tâm hồn mình cứ nuôi nấng hoài. Như vậy thì càng ngày càng nó mạnh mẽ hơn. Thì mình theo học đơn tự đơn đó cho mình hơn. Rồi mình tự mua sách về mình học. Rồi sau đó cũng nhờ có một cái đàn bỏ quên mà rất là ngẫu nhiên, không biết là vô tình hay là cố ý, thì người đó để quên cái đàn lại, nó làm cho mình tâm hồn mình thôi thúc hơn nữa. Thì một bữa Nhật Hạnh lấy cái đàn đó đánh thử một vài nốt, nhưng mà tự nhiên sau mình đánh ra nốt nào nó dính nốt nấy, mình thấy mình cảm thấy mình lâng lâng mình thích nữa, thì từ đó là bắt đầu Nhật Hạnh lại có cơ hội để học hỏi thêm. Yeah. Được biết sau này, sau năm 75 chị cũng có cái cơ duyên học thêm nhạc với nhạc sĩ Châu Kỳ, không thưa chị? Chị có thể chia sẻ cái mối cơ duyên nào mà chị đến, và sau đó thì có thể là chị giới thiệu những cái nhạc phẩm, những cái tác phẩm mà chị đã xuất bản trước đây thưa chị? Vâng, cảm ơn Hưng. Và thưa quý khán thính giả của đài ABC, và nhất là trong chương trình câu lạc bộ của Cảm ơn Hưng điều khiển. Yeah. Cái đường văn nghệ rất là dài, nhưng mà cái thời gian mà nó gói gọn nhất là Nhật Hạnh có cơ hội và cơ duyên là đi qua bên này
năm 1991, cho nên thành điều kiện nó cũng dễ dàng hơn bên trong trong nước. Và Nhật Hạnh đã có cơ hội đi hát nhiều, nói chung là sinh hoạt cho cộng đồng, cho nên thành nhiều cộng đồng mời lắm. Do đó Nhật Hạnh hay đi hát, và chính chỗ đi hát đó và những nhiều cái đề tài mình thấy mình chọn bài nó cũng rất là khó, nó không phù hợp với chương trình. Do đó Nhật Hạnh tự sáng tác, rồi sau đó cứ tăng dần mỗi cái đề tài, mỗi cái chủ đề thì Nhật Hạnh lại. Và hiện thưa quý khán giả, hiện nay thì Nhật Hạnh đã vừa mới làm kỷ niệm 25 năm sáng tác ở Vũ trường Diamond 2018 đó quý vị. Thì Nhật Hạnh có một buổi tiệc rất là lớn, và trong khi đó thì Nhật Hạnh đã làm được hai cái CD, chủ đề là Hương Tình Ca 1 và Hương Tình Ca 2. Ngoài ra Nhật Hạnh cũng đã có xuất bản hai quyển tập nhạc. Đây là quyển tập nhạc Hương Tình Ca 1, thứ nhất của Nhật Hạnh, và còn đây là quyển tập nhạc Hương Tình Ca thứ hai, là gói gọn trong này khoảng 100 bài. Và sau này thì còn mấy chục bài nữa, nhưng mà Nhật Hạnh cũng chưa có cơ hội, cho nên thành chưa có xuất bản Nhắc đến nữa. những cái tác phẩm này, Cao Minh Hưng không thể không nhắc tới cái người phu quân của chị, thi sĩ của Hòa Phong. Anh là người có thể là cũng giúp design những cái này với em chị, và anh cũng có là một cái rất là nguồn thơ để chị phổ một số bài thơ rất là hay của anh. Thì Cao Minh Hưng cũng rất là có hân hạnh cái dịp gặp gỡ anh chị. Anh của Hòa Phong bên đó tính tình rất là hiền hòa, dễ mến. Nhân đây thì mình có thể một lần nữa lắc tới đây thì Cảm ơn Hưng sẽ giới thiệu thêm về chi tiết về hai cái CD cũng như là hai quyển tập nhạc của chị, Hương Tình Ca 1 và Hương Tình Ca 2. Thì trước khi mà chúng ta bước vào phần 2 của chương trình ngày hôm nay, thời lượng chương trình thời gian đi qua rất là mau. Cảm ơn Hưng muốn chị trong cái hoàn cảnh như thế này, trong cái mùa pandemic, thì Cảm ơn Hưng cũng biết chị có sáng tác một tác phẩm để liên quan cái đề tài này, thì mời chị có thể giới thiệu về cái nhạc phẩm này gửi đến khán giả của đài IBC thì chị. Vâng, cảm ơn anh Hưng. Và thưa quý vị, trong cái trường hợp như vậy, còn coronavirus họ xuất hiện cả nước Mỹ và cả thế giới, do đó không phải riêng Nhật Hạnh mà cũng riêng Cam Minh Hưng, và tất cả chúng ta đều bỏ tâm hồn vào cái sự đau thương mất mát và những cái mà khủng khiếp đến với trong cái thế kỷ này. Do đó không riêng như Nhật Hạnh, và cũng nhiều nhạc ca nhạc sĩ nữa cũng đã từng viết những nhạc phẩm mà sau này thì Nhật Hạnh cũng thảm thương quá, cho nên thành động lòng quá thì ngẫu nhiên cầm cái đàn nghêu ngao, rồi cũng đang nghĩ về vấn đề miên man về coronavirus, do đó đã tạo nên một dòng nhạc bất thường. Nhật Hạnh cũng không có biết, nhưng mà rồi Nhật Hạnh cũng đã viết thành lời và cũng đã đưa lên nhạc phẩm đó để cho. Sau đây thì xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm chung, nói đến cái những cái tâm tình của một người nghệ sĩ đối với cái bệnh dịch kỳ dịch COVID-19 này, cái sự hy sinh, những gì mà nhân loại phải trải qua. Và sau đó thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài tâm tình thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ chương trình và những cái cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Thế giới vẫn
cuộc đời như sương khói, như giấc mơ, sương tan mây biến nào ai ngờ. Thương kịp người chậm luôn mong manh quá, xin nguyện cầu cho thế giới an hòa. Thương những bàn tay thiên thần áo trắng, dù người nào ngại ngùng hy sinh cho người, ngày đêm gian khó chia sớt với giàu lo, cầu lên cùng Thiên Chúa xin ban xuống trần gian niềm đau chóng qua, chờ ngày thăng hoa đêm đêm đen ngọn đến thời sáng lên muôn nhà. Thăng